Alo tất cả anh em nhé, hôm nay mình sẽ tiến hành mình đánh cái vành con lít nha, đâm sập này. Úi giời, này chắc là bị chèn vào đâu rồi, sập hết rồi. Đấy, méo hết này, giờ sẽ khắc phục lại này, méo này, méo ba chỗ. Chỗ này, đây sập ổ gà sẽ hết hơi nha, đây con này chắc bị đâm đầu. Bây giờ sẽ tiến hành cho máy này. Cái vành này hôm qua mình vừa nắm xong hôm qua này. Ok rồi, cảm thấy cũng được. Liệu cái này nắn tay hay nắn máy đây? Chắc ra tay. Để chạm vành, để vặn vành trước khi chút chưa nắn đấy. Úi giời, cái này cũng không để nhận đấy. Chạm máy làm sao mà gì vậy? Bên luôn này. Cho tôi đuổi chèn vào. Các bạn nhé, các bác nhé, cái vành này sau khi đã nắn xong mình cho lên máy mình test thử luôn cho các mọi người nhé. Vành đã nắn xong nhá, mọi người thấy ok thì
Đấy, khác hẳn lúc trước luôn nhá. Mọi người cảm thấy ok thì cho mình xin lượt tìm nhá. Đấy. Vành như thế mà anh em còn là chỗ trung tâm còn sửa được nhá. Nếu mọi người có ai bị sự cố như nào thì về vành thì liên hệ cho mình nhá. Thôi chào mọi người nhá.